Alo, xin chào tất cả các bạn. Bữa giờ Huy đang xem xe các bạn ơi. Thì dĩ nhiên bây giờ là chưa có điều kiện để mua xe lại đâu. Mà kiểu như mình cũng ghiền ghiền á, nên mình tham khảo thử là nếu mà mình quay lại chơi xe á thì mình sẽ mua một chiếc xe như thế nào. Hầu như xưa giờ là các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh Huy lái những chiếc xe mô tô sport ha, sport bike, xe phân khối lớn, dáng sport, ôm nằm trên xe, mặc giáp da full đi phượt đồ các kiểu ha. Nhưng mà sau một thời gian 5-6 năm chơi những chiếc xe như vậy á, thì bây giờ là Huy cảm giác là ngồi lên ôm một con xe nằm trên xe á thì chạy nó sướng thiệt, nhưng mà nó cũng rất là mệt các bạn ơi. Khi mà mình đi tới những cung đường đẹp á thì chạy nó còn sướng ha, còn những lúc mà kẹt xe nè, đặc biệt là bước ra khỏi cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh hay là đi phượt đi tour về lại từ Biên Hòa về tới thành phố Hồ Chí Minh á, nó rất là mệt các bạn. Chạy nhích từng chút, xe thì nóng mà mình thì ngồi ôm chiếc xe ha, chồm tới trước rất là đau lưng các bạn. Thì bây giờ là Huy đang suy nghĩ tới những chiếc xe naked bike. Naked bike thì nó có thể vừa phù hợp cho Huy chạy trong phố cũng như là vừa phù hợp để mà với cái tướng ngồi thẳng thớm nè, thoải mái nè, không phải nằm xuống như xưa nữa, tại vì bây giờ mình cũng không còn trẻ trung sức lực tràn trề chạy xe sport bike rồi như ngày xưa nữa. Thì Huy suy nghĩ tới những chiếc naked bike, nhưng mà nó không phải là 1.000 phân khối các bạn, mà nó là rơi vào khoảng giữa 600, 700, 800, 900 phân khối. Thứ nhất là giá thành nó vừa rẻ, thứ hai là chăm sóc bảo trì bảo dưỡng nó rẻ, thứ ba là nó nhỏ gọn nhẹ mình đi nó khỏe, và thứ tư là giá bán lại thì khi mà mình chơi mình muốn đổi xe đó thì mình bán lại là người mua cũng dễ tiếp cận hơn. Còn những chiếc xe sport bike đầu bảng á, khi mà mình chơi xong mình muốn đổi qua một xe khác á, mình bán rất là khó các bạn, và bán lại lỗ cũng rất là nhiều ha. Thành ra là bữa giờ Huy đang nhắm chừng những chiếc xe naked bike. Thì trong danh sách những con xe mà Huy đang nhắm thì gồm có là Triumph Street Triple, KTM Superduc 790, Yamaha MT09, và còn chiếc nào nữa không ta? Kawasaki Z900 nữa. Thì nói tới đây chắc là các bạn suy nghĩ là ủa tại sao Huy nó không chọn Honda CB650R đúng không? Thứ nhất là do cái tính của Huy á không có hợp gu với xe Honda các bạn ơi. Khi mà chọn chiếc xe, những chiếc xe đã gọi là xe mô tô nha, thì nhất định nó phải cho mình một cái cảm xúc phấn khích, chạy xe là torque phải rich các bạn ha, torque phải mạnh, dặn cái là bốc, đáp ứng ngay lập tức. Còn xe của Honda đặc thù á là quá an toàn. Và cái việc mà một chiếc xe mô tô phân khối lớn an toàn nó chỉ phù hợp với những người mới chơi thôi, làm quen với xe mô tô phân khối lớn thôi. Còn sau khi mà mình đã chơi và mình cần một cái giá trị cốt lõi ở xe mô tô phân khối lớn, đó chính là sức mạnh, độ bốc, đáp ứng ngay từ những vòng tour đầu tiên luôn, thì xe Honda không cho Huy cái cảm giác đó. Thành ra là ở cái việc mà phân vân giữa những chiếc xe mà nếu sau này Huy có chọn á, Honda Huy bỏ qua bên ha, nó chỉ phù hợp cho những bạn nào mới chơi thôi, thích cảm giác an toàn thôi. Và những cái yếu tố hả, an toàn, dễ tiếp cận thì nó lại phù hợp với xe phổ thông hơn, xe nhỏ hơn. Rồi sau khi mà cân nhắc 4 chiếc xe Triumph, KTM, Yamaha MT09 và Kawasaki Z900 thì cái điều mà Huy quan tâm đầu tiên đó chính là ngoại hình của 4 chiếc xe này. Ở con Triumph Street Triple bản 2024 á nghe, thì Huy thấy nó đẹp nhất. Cơ mà cái mức giá nó lại quá cao các bạn. Một chiếc naked bike ở phân khúc giữa mà giá bán cộng thêm với giấy tờ ra đâu đó cỡ 400-500 triệu, thì Huy nghĩ đây là một mức giá không thể chấp nhận được các bạn ơi. Mặc dù ở nước ngoài nó chỉ có 12-13 ngàn đô thôi, thì nó cũng xem với giá của MT09. Mặc dù MT09 bây giờ đang bán tại Việt Nam là chỉ có đâu đó khoảng 250-260 triệu thôi, cộng thêm giấy tờ thì mười mấy triệu nữa, là nó cũng dưới 300 triệu, chứ nó cũng không vượt qua 300 triệu ha. Đặc biệt là xe lướt bây giờ thì giá cũng rất là tốt, 22x 23x nữa thì dễ chơi hơn rất là nhiều. Nói chung là về ngoại hình thì trong con mắt Huy bây giờ là Triumph Street Triple phiên bản mới nha, 2024 nha, đang là chiếc xe có ngoại hình đẹp nhất. Tiếp theo sau đó là Superduc. Sao Huy cứ lộn với Superduc với lại Duc 790 hoài vậy ta? Duc 790, một cái thiết kế góc cạnh đẹp, nhưng mà cái mức giá của nó khi mà bán chính hãng ra thì bây giờ nếu mà ra luôn giấy tờ nó rơi đâu đó khoảng 420-430 triệu. Thì Huy nghĩ đây cũng là một mức giá mà mình không thể chấp nhận được các bạn, dành cho một con xe naked bike ở phân khúc giữa thôi, chứ cũng chưa được phân khúc cao cấp nhất nữa. Và bây giờ thế giới người ta nó ra Duc 990 rồi, và Duc 880 người ta đã chạy từ lâu rồi, bây giờ ở Việt Nam vẫn còn đang bán Duc 790 mà lại giá lại cao quá trời. Thành ra là sau khi mà so sánh, ok, ngoại hình có đẹp, có góc cạnh đó, nhưng mà giá bán vậy là không chấp nhận được. Và các bạn biết không, cái mức giá của Triumph và KTM, Triumph Street Triple và KTM Duc 790, mặc dù bán chính hãng là ra giấy tờ luôn là 400-500 triệu, nhưng mà cái mức giá bán lại trên thị trường bây giờ nghe, thì những con mà Street Triple bản RS luôn, chưa được 2024 nhưng mà bán lại đâu đó cỡ 2XX thôi, hay là Duc 790 mặc dù là ra giấy tờ chính hãng là 4XX nhưng mà bây giờ bán lại trên thị trường cũng chỉ có 2XX thôi,
Có nghĩa là cái mức độ rớt giá của những chiếc xe này nó rất là kinh khủng. Còn so với Yamaha MT-09 đi thì bán ra giấy tờ chính hãng luôn chưa tới 300, nhưng mà bán lại vẫn là 2XX. Thì mình thấy là cái mức độ rớt giá nó rất là phù hợp. Hay thậm chí là Kawasaki Z900 bây giờ chính hãng bán ra luôn xe lướt thì nó rơi vào khoảng 2XX, cũng rất là rẻ, dễ chơi. Thì tại sao mà Huy lại quan tâm tới cái vấn đề là cái giá bán lại các bạn? Tại vì chắc chắn mình là người chơi xe, thì đến một lúc nào đó mình chơi 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi mà xe mới nó ra mắt trên thị trường, thì lúc đó mình lại có nhu cầu đổi qua một chiếc xe mới. Và khi mình đổi xe mới thì mình phải bán xe cũ đúng không? Mà giá bán lại nó quá rớt, quá lỗ, thì mình phải bù tiền quá nhiều để mua chiếc xe mới. Thành ra là bây giờ chơi xe phải lựa chiếc xe nào chơi vừa đẹp, vừa mạnh, vừa dễ nuôi, mà đến khi bán lại nó vẫn đỡ lỗ nữa. Thì sau khi mà cân nhắc giữa 4 chiếc xe đó, Huy chọn ra hai option chính cho mình, đó chính là Yamaha MT-09 và Kawasaki Z900. Và sau khi cân nhắc giữa Yamaha MT-09 và Kawasaki Z900 thì Huy thấy là Yamaha MT-09 cái ngoại hình nó đặc biệt hơn, công nghệ nó nhiều hơn, đặc biệt nữa là có hãng bảo hành chính hãng bởi Yamaha Red Zone. Thì cái gì cũng vậy các bạn, một khi một cái hãng mô tô phân khối lớn mà nó có bảo hành chính hãng do chính tập đoàn mở ra thì nó sẽ yên tâm hơn là do công ty tư nhân tự mở ra. Tại vì một khi tập đoàn đã mở ra thì họ sẽ quan tâm tới cái hình ảnh của mình hơn, quan tâm tới cái sự uy tín của thương hiệu mình hơn. Còn tư nhân á thì đa phần họ sẽ mua bán theo kiểu là có lợi làm, có lợi nhuận thì làm, không có lợi nhuận thì thôi. Hay là một số công ty tư nhân thì họ có uy tín lắm đi, thì mình bỏ lên bàn cân là giữa uy tín của một tập đoàn triệu đô, trăm triệu đô, thì chắc chắn là họ phải giữ gìn, họ phải cẩn thận hơn là uy tín của một công ty tư nhân giá chỉ vài triệu đô hả? Mình nhìn câu chuyện lại vậy. Thành ra là bây giờ trong đầu Huy đang đặt cái option Yamaha MT-09 lên rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là cái phiên bản của Yamaha MT-09 2024 mới ra mắt các bạn, nó quá là tuyệt vời so với phiên bản trước đó. Thì nếu mà so sánh cái dòng đời của xe Yamaha MT-09 ra mắt từ năm 2014 tới giờ, phiên bản đầu tiên, thì Huy thấy là nó chưa bắt mắt lắm, chưa đẹp lắm ha. Nó vẫn còn rất là tròn trịa các bạn, thô sơ ha. Nhưng mà đến năm 2017 thì cái phiên bản Yamaha MT-09 thứ hai ra mắt, mình có thể nói là một chiếc xe có tuyệt tác thiết kế mà đến bây giờ vẫn chưa có con nào thay thế được trong dòng Yamaha MT-09. Tiếp theo năm 2020 thì ra mắt MT-09, nhưng mà Huy cảm giác đây là phiên bản xấu nhất luôn, dị hợm nhất, xấu nhất của dòng MT-09 luôn. Và cho đến năm 2024 vừa rồi á, khi mà Yamaha giới thiệu Yamaha MT-09 mới á, thì Huy đánh giá là ok, kỳ này đẹp ha, khác biệt, hiện đại, đẹp, thì mình sẽ chú ý nó rất là nhiều ha. Và cơ bản nữa là công nghệ nó cũng trang bị đầy đủ, có quick shifter, traction control, những cái công nghệ mà nó đáp ứng nhu cầu chạy xe bây giờ một cách an toàn, trải nghiệm tối đa, sướng, phấn khích. Nói chung là Huy rất là mừng khi thấy cái ngoại hình của con Yamaha MT-09 2024 ra mắt các bạn, đặc biệt là cái phần yên. Phần yên của nó đã chia ra làm hai tầng rồi, hai tầng riêng biệt rồi. Trước đây yên á thì nó cũng có hai tầng nhưng mà nó vẫn là liền một dải ha, có sự chênh lệch giữa yên trước và yên sau thôi, chứ nó vẫn chưa phân biệt ra hai tầng riêng biệt. Thì qua năm 2024 này nó đã phân ra hai tầng riêng biệt, nó tạo một cái cảm giác là cái đuôi xe nó cao hơn, xe nó thể thao hơn, bình xăng đã vuông hơn, nhìn nó kiểu như là robot á, hiện đại các bạn. Nhưng mà có một điều Huy rất là tiếc ở cái phần đầu đèn, mặc dù là thiết kế của phần đầu đèn hiện đại đẹp LED khác biệt so với những chiếc xe khác trên thị trường, nhưng mà cái phần đầu đèn vẫn để cao quá, chưa có cho một cái độ quầm ha, một cái độ chồm chúi xuống của cái phần đầu đèn chiếc xe. Nếu mà so với độ cao của phần đầu đèn và cái bình xăng á thì các bạn sẽ thấy là nó không chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà các bạn thử để ý coi, để một chiếc xe naked bike mà đẹp thì cái phần đầu đèn nhất định nó phải thấp hơn bình xăng rất nhiều, nó mới tạo một cảm giác là con xe đang chồm xuống. Thì như vậy mình sẽ thấy cái nick xe nó cao hơn, nó tạo cảm giác thể thao hơn. Nếu mà các bạn để ý là con Triumph Street Triple phiên bản mới đi thì nó cũng làm điều tương tự, phần đầu đèn đã đặt thấp xuống, hạ thấp hơn phần bình xăng. Hay là con Naked Bike có thiết kế huyền thoại mà sau này những con Ducati Street Fighter cũng copy, hay là Honda CB1000R 2024 cũng copy, đó chính là Z1000, thì cái phần đầu đèn của Z1000 nó cũng đặt rất là thấp ha, rất là thấp so với cái bình xăng. Thì nhìn tổng thể là con xe nó sẽ chúi xuống ha, nó uy lực hơn, nó có cái độ hung dữ hơn. À ha, mà sao nãy giờ nói Huy không để ý tới con Hypermotard 950 của Ducati ta. Thì cơ bản là Hypermotard 950 của Ducati vẫn là một chiếc xe rất là đặc trưng ha, ngoại hình đẹp, một gấp, nó tạo ra một cái chất riêng trong cái dòng xe của nó rồi. Nhưng mà các bạn biết không, là ở con Hypermotard 950 nó có một cái lỗi mà Huy nghĩ là rất là nghiêm trọng, đó chính là khi các bạn chạy đâu đó cỡ số 4, số 5
mà các bạn trả số xuống thì nó sẽ hay bị kẹt giữa hai số, gọi là lưỡng số đó các bạn. Thì khi nó kẹt như vậy á, nó thả trôi xe luôn các bạn. Đặc biệt là khi mà các bạn chạy ôm cua đường đèo nè, các bạn chạy tốc độ cao và các bạn muốn giảm số xuống, thắng giảm lật lại ngay lập tức á ha, thì các bạn sẽ rất là thường gặp cái tình trạng là xe bị lưỡng số, không vô số nào hết trơn á, mà xe cứ thả trôi tự do đó, ta gọi là thả công nó đó các bạn ha. Thì đối với Huy mà nói là cái lỗi đó là một cái lỗi hết sức là nguy hiểm ha. Thôi cho qua bên các bạn, xe đẹp thì có đẹp mà chạy gặp lỗi lỡ có gì vậy bất công, ảnh hưởng tới thân thể của mình nữa. Rồi ở Yamaha MT09 thì vẫn duy trì với khối động cơ 3 xi lanh thẳng hàng, gần 900 phân khối thôi, 890 phân khối thôi. Thì Huy nghĩ là một chiếc xe mà trang bị động cơ 3 xi lanh thẳng hàng, nó vừa cân bằng giữa sức mạnh, nó vừa cân bằng giữa trọng lượng nặng nhẹ, và nó vừa cân bằng giữa độ linh hoạt của chiếc xe. Thì các bạn để ý là nếu một chiếc xe 4 xi lanh thẳng hàng đi, thì chiếc xe bề ngang nó sẽ rất là to, cồng kềnh ha, nó không có phù hợp với cái việc mà chạy trong phố. Mà nếu mà xe trang bị 2 xi lanh đi, thì lúc đó là thọt quá mạnh, nhưng mà nó bù lại là nó bị mất cái hậu, mất cái power ở đằng sau đó. Thì khi mà chiếc xe các bạn trải nghiệm là 3 xi lanh thẳng hàng, nó cho các bạn một cái độ cân bằng đủ thứ hết, nhọt gọn nhẹ, sức mạnh vừa đủ, thọt vừa đủ, rất là phù hợp cho cái việc mà sử dụng để mình đi trong phố, cần một cái độ tăng tốc nhanh để vượt, để cần cái tốc độ khi mà đi tour. Huy nghĩ là ok rồi. Ok, chắc là Huy xin được kết thúc vlog ngày hôm nay tại đây. Thì nếu các bạn thích video này, nhớ bấm like và đăng ký kênh lại cho Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Bên cạnh đó, các bạn có thể gửi cho Huy super thanks là một hình thức donate thông qua YouTube, hoặc là các bạn có thể gửi cho Huy donate thông qua WeScan, thì để Huy có những kinh phí làm những video tiếp theo trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn.